các triệu chứng mà gọi là kinh điển, triệu chứng điển hình nhất của bệnh lý nhồi máu cơ tim, đó chính là triệu chứng đau ngực. Như mọi người đã biết á, là tất cả các cơ quan trong cơ thể của mình nó đều có một cái dòng mạch máu để mà nó nuôi, đúng không? Ví dụ như não của mình nó sẽ có những cái mạch máu não, tim của mình nó cũng có những cái mạch máu tim, tay của mình cũng có mạch máu, chân của mình cũng mạch máu, thận cũng có mạch máu, tức là bất kỳ một cái cơ quan nào trong cơ thể nó cũng có một cái mạch máu nuôi. Nhưng mà cái mạch máu của tim mình nó không gọi là động mạch tim mà nó gọi là động mạch vành, thì chắc là mọi người đã nghe rõ, đã từng nghe tới cái động mạch vành đúng không? Thì tất cả các cơ quan trong cơ thể nó sẽ đều cần một cái dòng máu tới nuôi những cái tế bào cơ tim đó. Thì cơ tim nó cũng như vậy, nó cũng cần có dòng máu nuôi. Nó nuôi bằng cái dòng máu qua cái động mạch vành này. Tuy nhiên bất kỳ một cái lý do nào đó nó làm cho đột ngột nó tắc cái dòng máu này đi, tức là trái tim của mình, cái vùng tim, cái tế bào cơ tim nó không được máu nuôi nữa, thì nó sẽ xảy ra những bệnh lý, nó xảy ra cái bệnh lý người ta gọi là nhồi máu cơ tim nha mọi người. Vậy thì tại sao cái động mạch vành nó bị tắc nghẽn? Nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái nhóm nguyên nhân phổ biến nhất đó chính là nguyên nhân bong những cái mảng xơ vữa. Và tất cả mọi người ở đây thì chắc bác sĩ nghĩ là mọi người đã hiểu được cái mảng xơ vữa rồi đúng không? Thì xơ vữa mạch máu chính là tình trạng hẹp mạch máu, và nguồn gốc của cái mảng xơ vữa chính là do cái rối loạn mỡ máu gây ra. Như bác sĩ đã từng chia sẻ là cái xơ vữa mạch máu nó sẽ dẫn tới trong những cái tai biến, đó là đột quỵ và nhồi máu cơ tim ha. Rồi vậy thì khi mà cái mảng xơ vữa ở trong động mạch vành của mình á, nó bị bong ra nè, nó bóc tách ra nè, nó sẽ là tạo thành chỗ đó một cái cục máu đông. Một cái cục máu đông nó sẽ trôi theo dòng máu và nó làm tắc nghẽn cái đột mạch máu một cách rất là đột ngột. Vậy thì làm sao để tôi có thể là nhận biết được dấu hiệu của nhồi máu cơ tim ở nhà? Các triệu chứng mà gọi là kinh điển, triệu chứng điển hình nhất của bệnh lý nhồi máu cơ tim, đó chính là triệu chứng đau ngực. Đầu tiên là nó sẽ thường là khởi phát đau khi mà mình gắng sức nha, tức là sau khi mình mang vác nặng nè, sau khi mình làm cái gì đó nặng ha, hoặc là sau khi mình stress, mình lo lắng, mình căng thẳng, mình cảm xúc. Có rất là nhiều trường hợp mà sau khi mình cãi nhau với vợ chồng, cãi nhau với lại người yêu gì đó, thì sau đó mình bị stress và có nhiều trường hợp là xảy ra đột quỵ ngay sau đó, là chắc mọi người đã từng nghe đến những trường hợp đó rồi. Tuy nhiên nó cũng có những trường hợp nhồi máu cơ tim nó xảy ra trong cái trường hợp mà mình gọi là đang nghỉ ngơi, nó vẫn có nha mọi người. Đang nghỉ ngơi nó vẫn có xảy ra trường hợp nhồi máu cơ tim. Cái vị trí điển hình của cái cơn đau ngực do nhồi máu cơ tim á là nó sẽ đau ngực bên ngực trái. Hầu hết tất cả cô chú anh chị ở đây mình đã biết á, là nhồi máu cơ tim á, là trái tim của mình nó nằm bên trái đúng không? Và cái cơn đau ngực của nhồi máu cơ tim của bạn nó sẽ xuất hiện phía bên trái là điển hình nhất. Tuy nhiên chỗ này mọi người sẽ lưu ý cho bác sĩ Trí một vấn đề, đó là không phải trường hợp nào nó cũng đau bên trái. Có những trường hợp nó sẽ đau ngay ở chính giữa ngực. Có những trường hợp nó sẽ đau hơi chính giữa ngực, thậm chí bác sĩ Trí đã gặp những trường hợp và có thể là đau hơi lệch bên phải, vẫn có thể là nhồi máu cơ tim luôn. Nó có thể là đau ở vùng bụng dưới luôn. Cái vị trí này là cái vị trí mà mọi người rất là hay nhầm lẫn với lại cái cơn đau dạ dày. Thì có rất là nhiều trường hợp, cũng khá trường hợp á, là nhồi máu cơ tim nó sẽ xảy ra cái tình trạng là đau ở cái vùng bụng dưới nhưng mà bụng trên nha mọi người, tức là cái vùng trắng thủy của mình á. Một cái đặc điểm nữa của cái cơn đau ngực này á, là thường khi mà nó đau ngực rồi nó sẽ lan lên trên cổ này. Nó lan lên trên cái phần phía hàm trên và nó lan ra bên phía cánh tay trái luôn nha mọi người. Đây là một cái mô tả triệu chứng điển hình của cái cơn đau của nhồi máu cơ tim, đó là nó có thể là khởi phát, thường thường là nó bắt đầu sau khi mà mình gắng sức, mình làm việc nặng, hoặc là mình căng thẳng, mình stress gì đó, hoặc là thậm chí là thay đổi thời tiết đột ngột cho mọi người. Ví dụ như là những cái thời tiết mà giao mùa đó, trời lạnh quá đó, thì nó có thể làm cho mình khởi phát cái cơn nhồi máu cơ tim đó, và nó sẽ đau ngực những vị trí như bác sĩ Trí nói, nó lan lên cổ, lan trên hàm và lan ra cánh tay bên trái nha. Cái tính chất đau của nó như thế nào? Cái cơn đau của nhồi máu cơ tim thường thường nó sẽ đau theo cái kiểu là mình cảm giác giống như có cái gì nó đè ở đây nè, nó rất là nặng ở đây, giống như cục đá nó đè ở đây vậy đó. Cảm giác nó là rất là nóng rát nha mọi người. Cảm giác nó có gì đó nó bỏng, nó rát trong này. Rồi một cái yếu tố nữa của cái cơn đau nhồi máu cơ tim á, một tính chất nữa đó là cái cơn đau nhồi máu cơ tim á thì thường nó sẽ kéo rất là dài. Nó kéo dài khoảng tầm trên 20 phút. Và nó sẽ không có cách gì để mà nó giảm được hết á. Nếu như mà cái cơn đau nó xảy ra khi mà mình đang gắng sức, mình đang vận động, mình đang nghỉ ngơi, đang lo lắng, đang căng thẳng á, nhưng mà sau đó mình bình tĩnh trở lại, hoặc là mình đã ngồi nghỉ trở lại rồi nhưng mà cái cơn đau nó vẫn còn như vậy, đó là cái dấu hiệu mà rất là nghi ngờ đến nhồi máu cơ tim. Mọi người nhớ cho bác sĩ Trí là cái dấu hiệu đau nó không giảm khi mình nghỉ ngơi nha. Có rất là nhiều cô chú anh chị mình đã từng bị bệnh thiếu máu cơ tim thì mọi người biết rồi ha. Thiếu máu cơ tim á là cái mạch máu của mình nó chỉ bị hẹp thôi chứ nó chưa bị bít, nó bị hẹp thôi, nên mảng xơ vữa nó làm cho hẹp mạch máu.
thì cái cơn đau của thiếu máu cơ tim thì thường thường là nó đau khi gắng sức, nhưng mà khi mà người nghỉ thì cái cơn đau nó sẽ giảm đó, tại vì nó vẫn còn cái dòng máu đi qua đó. Còn nhồi máu cơ tim thì nó khác hoàn toàn, tức là cái mạch máu mình nó đã bị bít luôn rồi, và khi nó bị bít như vậy là cho dù mình có ngồi nghỉ ngơi đi nữa thì dòng máu nó vẫn không có chảy qua được cái vị trí cái bị bít tắc đó, và nó vẫn còn đau đó. Mọi người nhớ cho bác sĩ Tiến nha, nó sẽ không có giảm đau khi mà mình nghỉ ngơi ha. Rồi, và nó thường thường nó sẽ đau trên 20 phút nha mọi người. Và trong cái cơn đau á, trong cái cơn đau của nhồi máu cơ tim thường thường á là sẽ còn kèm theo những triệu chứng như thế này nè. Đầu tiên á là mình sẽ rất vã mồ hôi rất là nhiều, vã mồ hôi, người xanh xao, vã mồ hôi rất là nhiều, và có thể là cảm thấy ớn lạnh nha. Và một trong những đặc điểm này nó làm cho mọi người rất là dễ nhầm lẫn, đó chính là nhồi máu cơ tim nó có thể là gây ra triệu chứng nôn và buồn nôn rất là nhiều. Rất là nhiều trường hợp mà bác sĩ đã gặp rồi là khởi phát cái cơn nhồi máu cơ tim á, nhưng mà vào bệnh viện là có cái tình trạng nôn ói rất là nhiều. Cho nên á là nhiều khi mọi người nhớ cho bác sĩ Trí là không phải cứ đau ngực do nhồi máu cơ tim là nó sẽ không có triệu chứng ói là không đúng. Nhiều khi mình cứ thấy ói là mình nghĩ là do bệnh lý dạ dày, nhưng mà không hẳn nha mọi người. Cái triệu chứng đau ngực này nó vẫn gây ra triệu chứng ói nha. Chúc mừng bạn đã xem hết video của bác sĩ Trí ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ các video mới nhất, bạn hãy nhấn đăng ký kênh của bác sĩ Trí ở hình tròn chính giữa. Bạn cũng có thể xem các video tiếp theo của bác sĩ Trí ở bên tay trái hoặc ở bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.